Rồi, xin chào các bạn ha. Thì hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn một số cái loại phân thuốc chăm sóc cây mai giai đoạn đầu năm ha. Rồi các bạn, thì ở dưới đây thì là một cái loại phân nè các bạn, phân bón lá nè, băm 30-10-10 nè, đó đúng luôn đó các bạn. Thì mình xin nói ngắn gọn như thế này, thì trong đối với cái giai đoạn từ tháng 1 này nè các bạn, từ sau khi chơi Tết xong, mình cũng đã chia sẻ các loại phân các bạn. Mình đối với bón gốc á, thì mình sẽ sử dụng phân bón 25-25 năm nè, và cái phân bón hữu cơ, các loại phân bón hữu cơ như phân bánh dầu, phân nào cũng được cho các bạn. Trên thị trường nó bán rất là nhiều, thì mình sẽ sử dụng phân hữu cơ mà có từ cái xác động vật đó các bạn. Thì nó đóng thành viên dài á, giống như mình đã chia sẻ rồi đó các bạn. Thì mình không có đem ra để mình quay mình nói nữa, mà hôm cái này mình cũng đã làm rồi nè. Thì mình đó là cái chăm ở cái về cái phương diện đó, là cái bộ gốc của cây mai ha. Thì mình đã vô như thế thì ok. Mình cũng xin chia sẻ lại chút xíu, đó là ở dưới phân mà hữu cơ đó các bạn, thì mình có thể bón nhiều, mình sẽ xơm thành một những cái lỗ như đây, thì mình sẽ cách phản ha, tùy theo cái chậu của mình thì lớn hay nhỏ mà mình sẽ xơm lỗ thưa hay gần. Thì nếu mà cái chậu này thì mình xơm theo khoảng trừ cỡ 6 lỗ các bạn. Mình đối với mình chỉ nên xơm khoảng 6 lỗ. Thì một lỗ đầu tiên mình sẽ bón cái mà phân hữu cơ. Thì cái lỗ thứ hai thì mình sẽ bón phân mà hóa học 25-25 năm vô các bạn. Đó. Thì đối với phân hữu cơ mình sẽ bón nhiều, phân hóa học mình chỉ giải hạn chế, tại vì phân hóa học 25-25 năm thì nó rất là nóng, nó cũng rất là mạnh. Nếu mà chúng ta bón nhiều quá thì nó sẽ ảnh hưởng, thì chúng ta sẽ chia ra, ví dụ như từ đây tháng 1 đến tháng 5 nha các bạn. Tháng 1, tháng 5 thì đó là cái giai đoạn đầu tiên, và cái giai đoạn thứ hai là từ tháng 6, tháng 9 và tháng 12, tháng 10 đến tháng 12 đó. Thì chúng ta sẽ chia ra làm ba cái giai đoạn để chúng ta bón cho cây mai chúng ta. Thì đây là cái giai đoạn đầu năm, từ tháng 1 đến tháng 5 thì chúng ta bón sẽ chia nhỏ ra nữa, cái thành phần mà phân hữu cơ thì mình bón sẽ cái liều nhiều luôn các bạn, tại vì phân hữu cơ nó sẽ trải qua cái quá trình hồi mục cái nữa, thì nó sẽ cây nó mới hấp thụ được. Rồi cái phân mà bón phân hóa học của các bạn thì khi mà chúng ta bón vô thì cây nó sẽ sử dụng liền được luôn, nó sẽ hút lên từ bộ rễ và nó dẫn lên nó nuôi thang ha. Thì đối với phân hóa học thì chúng ta sẽ chia nhỏ ra, mỗi một tháng chúng ta nên bón một lần thôi, và chúng ta bón dự rồi lượng nhỏ các bạn, chỉ mỗi một lỗ chúng ta bón trừ cỡ chừng 5-7 hộp thôi đó, rồi chúng ta chia đều ra. Thì sau khoảng một tháng thì chúng ta lại xơm lỗ tiếp, chúng ta bón vô. Đó thì là cái giai đoạn mà chúng ta chăm về cái bộ gốc. Còn hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cái thứ hai, đó là dùng phân bón lá để giúp cho cây mai chúng ta nó cải thiện tốt hơn cái vấn đề dưỡng bộ lá này các bạn. Thì đa phần á, khi mà chúng ta mà chơi Tết xong thì cái dinh dưỡng nó tập trung cho cái nụ hoa, cho nên cây mai chúng ta ít nhiều nó cũng mất rất là sức. Vì thế chúng ta nên tập trung dinh dưỡng để chúng ta nuôi chăm lại cây bộ hoa, coi như cái bộ lá cho cây mai, giúp cho nó thành thục được tốt hơn ha, và cũng như là cái quá trình trao đổi chất trong cây mai được diễn ra tốt hơn, bộ lá xanh mượt. Đối với khi mà chúng ta chơi Tết xong mà cái bộ lá nó bất thường, giống như nó nhỏ, nó không phát triển mạnh không các bạn, nó không bung cái đọt non là hiện tượng cái mai chúng ta yếu. Thì mình xin chia sẻ cái vấn đề về chăm sóc cây mai trong giai đoạn đầu năm ha. Thì trở lại cái vấn đề hôm nay, đó là dùng phân bón lá nè, thì đó là cái chăm về cái bộ gốc nha các bạn. Còn đây là cái phân bón lá Gina 50 30 10 10 TE nè các bạn. TE tức là nó có cái thành phần chung vi lượng nè các bạn. Đó, mình sẽ tiến hành mình ăn cảnh đấy để cho các bạn xem ha. Đây. Đây là cái loại phân bón lá cao cấp 30 10 10 nè. Đó, thì chúng ta chăm cái loại này thì nó rất là tốt ha. Nói các bạn, thì đây là cái thành phần của phân bón lá mà 30 10 10 nè các bạn. Nó có 30 10 10 là tức là cái độ đạm 30% nè. Tiếp theo đó là lăng 10 và kali 10, và nó có TE cộng TE, đó là chung vi lượng nha các bạn. Nó giúp cho cái bổ sung một số cái loại mà vi lượng như là đồng, là kẽm nè, mà chì nè, sắt nè,
và một số cái loại khác nữa ha. Đó, thì đó là cái chung quy lượng. Thì trong cái giai đoạn từ tháng 1 này là các bạn thì tập trung chủ yếu đó là cái lượng đạm nè. Rồi thì trong cái giai đoạn tháng 1 này là các bạn thì chúng ta sẽ sử dụng một cái chỉ số đạm cao, đó là cái chỉ số đầu tiên các bạn là giống như là 30 nè, 25, 10 hoặc là 15 gì đó các bạn, và 30 10 10 là cái thì mình hay sử dụng nhất nè. Nó rất là tốt cho cây ha, thì nó cung cấp cái lượng đạm lại giúp cho cây mai chúng ta tái thiết lại cái bộ lá nào cũng như là sinh sôi cái tế bào mới. Đó. Làm cho cây chúng ta nó ra lá non được đẹp hơn ha. Thì đó là cái tác dụng của chăm sóc cây mai bằng phân bón lá ha. Thì cây mai này mình đã phun thuốc hồi chiều rồi các bạn. Thì đối với một phun thuốc cho một cái cây mai á, thì chúng ta nên lựa buổi chiều các bạn, tại vì buổi chiều mát thì cái khi mà chúng ta phun á, cái tốc độ bay hơi của hơi nước á, nó ít, nó làm cho cây mai chúng ta nó ngấm được tốt hơn cái lượng thuốc ha, so với chúng ta phun vào những cái giai đoạn buổi trưa hoặc là buổi mà ánh nắng gay gắt, thì nó làm cho cái lượng nước ta bay hơi rất mau. Và đặc biệt đó là phân cái lượng đạm nữa các bạn, là cái chỉ số đầu tiên nè, nó sẽ rất là dễ bay hơi dưới nắng mặt trời ha. Rồi các bạn, thì đối với những cái loại phân như thế này nè các bạn, thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta phun có thể là chúng ta phun tầm khoảng 2 tuần lễ đến 3 tuần lễ chúng ta sẽ phun một lần đó, và chúng ta kéo dài nữa ra đó, thì chúng ta có thể bón chúng ta phun để hỗ trợ cái lượng phân mà chúng ta bón ở dưới gốc rồi các bạn đó. Thì đây là cũng khi mà mình đã bón dưới gốc là cái 25-25 năm cộng với cái hữu cơ nó, thì các bạn có thể dẫn kết hợp với có thể là bón cái phun để tiếp tục giúp cho cái cây mai mà trong cái khi mà những cây mai mà nó có bộ rễ mà chưa ổn định, nó chưa có hút được cái loại phân của chúng ta bón vào các bạn, thì đối với hoa lá thì nó sẽ hấp thu được tốt hơn và nó sẽ diễn ra cái quá trình phân mạnh hơn. Khi mà cái bộ rễ của chúng ta nó còn hơi bị xíu các bạn, thì đó là tác dụng của các loại phân mà bón lá ha. Bón lá thì nó sẽ ngấm mau hơn so với chúng ta mà bón dù rễ, tại vì bón dù rễ thì đối với những cái mai mà nó suy yếu mà về cái bộ rễ thì nó sẽ không có thể ăn được nó. Thì đó là một số cái chia sẻ về cái sử dụng cái phân bón lá cho cây mai ha. Thì là cái loại này bón lá các bạn ta pha vô nước, thì chúng ta phun tầm khoảng chừng 2 tuần đến 3 tuần một lần là tốt nhất ha các bạn. Rồi, thì đó là cái chia sẻ về cách bón cũng như là cách mà bón phân ở dưới gốc nè các bạn. Dưới gốc thì mình cũng đã nói rồi đó các bạn. Đây là một số cái công dụng đó, giúp cho nó nảy chồi ra lá nè. Nó thì chỉ số đầu là 30 nè. Các bạn có thể không phải sử dụng cái loại phân này mà chỉ cần lựa cái loại nào mà nó có cái chỉ số đầu như thế này là 30 nè các bạn, là nó chỉ số cao là chúng ta có thể phun vô lá thôi. Đó, nhằm giúp cho cái bộ lá của chúng ta nó mượt mà hơn thôi và nó đẹp hơn. Nó cũng như cung cấp một số cái dinh dưỡng lại cho cái cây mai chúng ta ha. Thì đó là một số cái chia sẻ xung quanh đến cái việc chăm sóc cây mai của mình cho các bạn xem. Thì mọi ý kiến bình luận mình các bạn chưa hiểu về cái vấn đề nào thì hãy để trong cái phần bình luận, mình xin sẽ trả lời cho tất cả các bạn ha. Ngoài việc bón dưới gốc thì chúng ta nên kết hợp với bón cái phun ở trên lá thì nó sẽ hiệu quả hơn và giúp cho cây mai chúng ta nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Tránh khi mà chúng ta cây mai đầy đủ cái đầy đủ dinh dưỡng và cái thành phần để cho cây nó phát triển mạnh đó các bạn, thì nó sẽ ít bị bệnh hơn. Đối với những cái loại bệnh thì nó thường tấn công những cái cành yếu, cành chậm phát triển và cành già nè. Thì đó là cái
các loại bệnh như là cháy lá nè, nấm hồng, nó sẽ rất là dễ tấn công. Còn đối với những cây mạnh thì nó ít, hầu như là nó ít tấn công hơn các bạn ơi. Rồi thì đó là cái chia sẻ cái video về cách chăm sóc cây mai trong cái giai đoạn đầu năm của mình. Hy vọng video này sẽ đem đến một cái kiến thức bổ ích cho các bạn ha. Xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, hẹn các bạn ở những video tiếp theo ha.